Xác định phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển, ngành y tế Lào Cai đã và đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và áp dụng vào thực tế hoạt động, phục vụ công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến là cả quá trình bền bỉ và lâu dài. Thực tế sau điều trị tại bệnh viện, trở về cuộc sống và sinh hoạt đời thường, bệnh nhân vẫn gặp phải nhiều khó khăn. Đây là trăn trở để bác sĩ Trần Văn Năm giải công nghiên cứu sáng tạo ra mô hình bảng tập chức năng bàn tay. Với bảng tập này, người bệnh có thể tự luyện tập để cải thiện chức năng vận động của bàn tay. Bị liệt nửa người, quá trình vận động ở đây các bác sĩ và máy móc giúp đỡ tôi đã chịu khó tập luyện, bây giờ đã tương đối ổn định. Trong những năm qua thì bệnh viện cũng đã có một cái đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Trong cái thực tiễn thì nhiều cái sáng kiến thì chúng tôi đã mang lại cái hiệu quả thiết thực trong cái quá trình điều trị. Mỗi năm ngành y tế Lào Cai có khoảng 40 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và hơn 200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó có nhiều sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Riêng 2 năm 2022-2023 đã có 13 giải pháp và 48 cá nhân tham gia được giải tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ 8. Bản thân tôi thì là một bác sĩ chuyên ngành ngoại khoa thì cũng rất là từ cái thực tế của các bệnh nhân thì chúng tôi đã trăn trở và cũng đã có hàng năm đã có những cái đề tài sáng kiến được ghi nhận. Cái phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng như là sáng kiến cải tiến kỹ thuật này thì nó cũng giúp ích được rất nhiều cho ngành với cái hàng nghìn các cái dịch vụ kỹ thuật của các bệnh viện cũng đã được triển khai và được bổ sung vào để tăng cường cái việc mà nâng cao cái chất lượng chăm sóc khám chữa bệnh cho nhân dân ở trên địa bàn. Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong ngành y mang lại nhiều ý nghĩa, không chỉ khuyến khích sự sáng tạo, niềm đam mê đổi mới của đội ngũ y bác sĩ mà còn góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh cho các cơ sở y tế.